Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng bạn đến với chương trình đào tạo của Thiên Sư. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm thí nghiệm sản phẩm. Chúng ta đều biết, sản phẩm của Thiên Sư là dòng sản phẩm cao cấp kết hợp văn hóa dưỡng sinh 5.000 năm Trung Hoa với công nghệ khoa học kỹ thuật hiện đại. Vì vậy, hôm nay tôi gửi đến các bạn cách thức giới thiệu trình diễn sản phẩm. Trước tiên, chúng ta làm thí nghiệm với sản phẩm canxi. Trước khi làm thí nghiệm, chúng ta cần chuẩn bị một số vật dụng sau. Đầu tiên, cần chuẩn bị bột dinh dưỡng canxi thiên sư và một loại canxi có bán ngoài thị trường để tiện so sánh. Để cạnh tranh công bằng, chúng ta tháo bỏ nhãn mát trên vỏ hộp này. Chúng ta chuẩn bị thêm bột giặt, giấy thử độ pH, cốc trong, que khuấy và giấy trắng khổ A4. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng tiến hành thí nghiệm so sánh độ hòa tan của sản phẩm Canxi Thiên sư và canxi trên thị trường. Đầu tiên, các bạn hãy lấy cốc trong suốt, sau đó đổ vào cốc nước ấm chừng 70 độ C. Đổ nước ấm tương tự vào một chiếc cốc khác. tiếp theo lấy một gói canxi thiên sư mở ra rồi đổ bột canxi vào trong cốc nước ấm các bạn chú ý khi tôi đổ bột canxi vào chúng ta đều thấy bột canxi này đang tự tan trong nước chúng ta lại dùng que khuấy đều lên bạn xem tất cả đều được hòa tan và còn trong cốc này chúng ta đổ vào loại canxi bán trên thị trường Các bạn chú ý, khi đổ canxi vào có hiện tượng tự hòa tan hay không? Có không ạ? Vâng, không có, nước ở phía dưới cốc vẫn trong vắt, phía trên một lớp bột nổi lên. Chúng ta hãy cùng khuấy mạnh hơn một chút xem kết quả ra sao. Các bạn xem, khuấy mạnh như vậy nhưng vẫn không được. Khuấy thêm chút nữa xem sao ạ. Các bạn thấy gì ạ? Vẫn không hòa tan mà bị lắng cặn xuống dưới. Thông qua thí nghiệm này, chúng ta đều biết rõ rằng sản phẩm Canxi Thiên sư có độ hòa tan rất tốt. tôi làm một thí nghiệm thứ hai về đo độ ph rất nhiều người mua canxi bán trên thị trường về uống hiệu quả bổ sung canxi chưa thấy rõ rệt nhưng lại cảm thấy rõ là dạ dày rất khó chịu tại sao lại như vậy các bạn sẽ có được câu trả lời ngay sau khi làm thí nghiệm này vừa rồi chúng ta dùng nước ấm để hòa tan canxi thiên sư và canxi trên thị trường bây giờ chúng ta sẽ cùng đo nồng độ ph của những loại canxi đó Trước khi đo nồng độ pH thì chúng ta hãy cùng hòa tan bột giặt. Đây là loại bột giặt bất kỳ các bạn có thể mua ngoài thị trường. Chúng ta hãy cùng khuấy đều lên để bột giặt hòa tan. Sau đó, chúng ta sẽ cùng so sánh nồng độ pH. Chúng ta đã biết rằng chỉ số pH bằng 7 là trung tính dưới 7 là axit và trên 7 là kiềm. Chúng ta cùng xem nồng độ pH của những dung dịch này. Tôi sẽ lấy thử miếng giấy thử pH nhúng vào cốc canxi thiên sư. Rồi đặt sang bên này. Các bạn thấy, màu này tương ứng với số 7 đúng không ạ? Chúng ta cùng xem tiếp nồng độ pH bên cốc canxi thị trường. Các bạn xem, màu rất đen. chúng ta thấy chỉ số pH gần sát mốc 10. Chúng ta xem tiếp chỉ số pH của bột giặt. Kết quả chúng ta nhìn thấy là loại canxi có bán trên thị trường không những có độ hòa tan kém mà chỉ số pH cao tương đương như bột giặt. Chẳng trách là có rất nhiều người sau khi uống những loại canxi này. Hiệu quả bổ sung canxi thì chưa rõ rệt nhưng lại bị hiện tượng kích thích dạ dày mạnh. Các bạn thân mến, sản phẩm Canxi Thiên Sư có mặt trên toàn cầu, rất rất nhiều người đang sử dụng hàng ngày. Và qua phần thí nghiệm trình diễn sản phẩm hôm nay, chúng ta đã biết rằng ngoài 6 đặc điểm lớn, sản phẩm Canxi Thiên Sư còn có nồng độ pH tương tự như trong cơ thể. Khi sử dụng sẽ không có hiện tượng kích thích tiết axit dạ dày, đồng thời đây là một sản phẩm bổ sung canxi tuyệt hảo, có độ hòa tan rất tuyệt vời và các bạn có thích sản phẩm canxi thiên sư này hay không